Vâng, cân nặng bằng đầu chữ nhỏ chữ thập phân sản xuất thập kỷ 1958 nhé. Nguyên zin này. Gầm cầu dưới là AO 1 trên 10 12 ca ghép này. Rất rõ ràng nhé. Tiếp theo là càng trái và càng phải nhé. American Optical 1 trên 10 12 ca ghép 5 1 phần 2 gạch dưới nhé. Đấy là càng phải, là sang càng trái nhé. Đảo chiều nhé, thế cả nhé. Cái dòng này thì em chia sẻ rất nhiều rồi, vì hơn 20 năm gần bán tại nhà thì trên em giới thiệu dòng này quá nhiều. Bác nhớ là trước khi đến xem kính cổ đồ cổ xưa đồ linh Mỹ nên điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến là sốt quá thì em đi thẩm định định giá đồ cổ xưa. Bác điện thoại trước em sẽ liên tiếp đón từ xa từ ngõ 390 đường Trường Chinh, đúng Đà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đó là cái giá trị lớn nhất mình khi mua bán là mình sốt đồ cổ xưa lâu năm, có cái thương uy tín hơn 20 năm và số điện thoại cũng hơn 20 năm, là khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu giá trị thì bác cực kỳ an tâm. Nghỉ nhiều bác hay đến đột xuất, có bác đến 2 lần không phải em gặp em, có bác đến là chờ mất 1-2 tiếng thì thay vì thế cái điện thoại trước là ok nhất ạ. Thì em sẽ liên tiếp bán từ xa. Kính cơm màu vàng đầu chữ nhỏ thập kỷ 1958 USA xưa, chuẩn Mỹ xưa, hàng chuẩn ao nhất. Vâng, rất cảm ơn bác xem video, xin chào và gặp lại bên sau.